Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta được bước vào một cái buổi sáng thật là phước hạnh. Như chúng ta đã biết đó là trong tuần này thì hội thánh của chúng ta sẽ làm một cái buổi đó là lễ tạ ơn Chúa. Và tôi rất là vui vì rất là nhiều con dân của Chúa tại đây đã dự phần để đem đến những thức ăn. Người thì đóng góp những con gà. Tôi thấy sau buổi nhóm này là buổi nhóm mà chúng ta sẽ no thuộc linh và cái no thuộc thể luôn. Rồi có những người đóng góp những cái gọi là những món quà, rồi những tâm tình bằng những cái hiện vật để chúng ta có thể ca ngợi Chúa. Do vậy buổi sáng hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta cần có rất là nhiều điều để chúng ta làm hành trang cho cuộc đời chúng ta bước đi với Chúa. Và ba tuần tôi đã xa hội thánh của Chúa. Mặc dù là không có phải là ba cái tuần nhưng mà là ba cái Chúa Nhật. Tôi đi cũng công tác hơn 18 ngày. Và sau khi đi về Việt Nam thì tôi thấy được nhiều tấm lòng anh em của Chúa tại đây vẫn rất là trung tín để thờ phượng Chúa. Và xin Chúa ngài ban phước cho quý vị. Và trong ba tuần chúng tôi kinh nghiệm được phép lạ của Chúa, kinh nghiệm được quyền năng, kinh nghiệm được sự tốt lành của Chúa ngài dành cho. Ok, và xin ban IT giúp đỡ cho cái micro đủ không ạ? Có đủ không? Ok. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay thì chúng ta thấy rằng cả thế giới đang bước vào một mùa được gọi là mùa tạ ơn. Và tháng 11 được gọi là mùa tạ ơn, nhưng mà tháng 12 á thì chúng ta lại bước vào một cái mùa yêu thương, hay còn gọi là cái mùa Giáng sinh. Và đối với văn hóa của người Việt chúng ta, cái văn hóa tạ ơn á, là một văn hóa rất là đặc biệt. Và nó đi suốt cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta ở trong cái dòng chảy này. Và buổi sáng nay chủ đề mà tôi muốn gửi hội thánh của Chúa đó là chủ đề lòng biết ơn dẫn đến sự chữa lành. Đây có thể là một cái chủ đề mà với nhiều người hơi thắc mắc và tò mò. Nhưng mà khi mà tôi đọc lời Chúa thì tôi thấy rõ một điều đó là gì? Người mà biết ơn á thì ngồi đó nhận được sự chữa lành. Trong Kinh Thánh thì Chúa cũng dạy cho chúng ta biết rằng có những người có đức tin thì nhận được sự chữa lành. Có người tin nhận cho Chúa, người đó nhận được sự chữa lành. Và có rất là nhiều câu Kinh Thánh ghi lại điều đó. Nhưng buổi sáng hôm nay một phân đoạn Kinh Thánh để giúp đỡ cho chúng ta trong lời của Chúa đó là gì? Khi mà chúng ta có lòng biết ơn thì chúng ta cùng nhận được sự chữa lành nữa. Amen không ạ? Khi chúng ta có lòng biết ơn thì chúng ta cùng nhận sự chữa lành. Và tôi muốn rằng buổi sáng hôm nay thông điệp này không phải cho chính cá nhân tôi, mà tất cả những người ngồi tại đây và tất cả con dân của Chúa hiện nay đang xem trên sóng truyền hình, đang xem trên sóng live stream này. Và nếu có đức tin và nếu học hỏi lời Chúa và tin cậy nơi ngài và đón nhận lời của Chúa thì người đó cũng nhận được sự chữa lành. Và chúng ta làm theo, chúng ta nhận được sự chữa lành. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ có lời Chúa ở trong Luca đoạn 17 từ câu 11 tới câu số 19. Và tôi xin đọc lời của Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nếu con dân của Chúa có Kinh Thánh bản giấy và ở trong điện thoại có thể mở ra ở trong Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu số 19. Tôi xin đọc lời của Chúa. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua ranh giới giữa miền Samari và Galilê. Khi vào một làng kia, có 10 người phung hủi đến đón ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: "Lạy Giêsu, lạy thầy, xin thương xót chúng con." Khi thấy họ, ngài phán: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ." Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành, liền trở lại lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu phán: "Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại để tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này sao?" Rồi ngài phán với anh ấy: "Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con." Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trình tự của phân đoạn Kinh Thánh này. Thì chúng ta sẽ thấy có một số điều huyền nhiệm mà khi con dân của Chúa bước đi ở trong lời của Chúa, họ nhận được phép lạ ngài ban cho. Khi mà chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi á, thì chúng ta thấy được một cái câu chuyện đó là gì? Trên đường đến thành Jerusalem thì Đức Chúa Giêsu đi ngang qua ranh giới giữa miền Samari và Galilê. Có nghĩa là chưa đến thành Jerusalem thì ngài đến một cái địa phận đó. Địa phận đó là địa phận của Samari và Galilê.
và chuẩn bị vào một cái làng kia thì có 10 người bị phun hủi, hay còn gọi theo tiếng Việt Nam mình đó là bị phong cùi. Và muốn 10 người này họ đứng ở đằng xa khi thấy Chúa Giêsu và họ đã nói lên rằng: Lạy Giêsu, lạy Chúa Giêsu ơi, xin Ngài thương xót chúng con. Hãy nhớ nè, đây là 10 người bị phong cùi. Tôi dùng thuật ngữ hay tiếng Việt rõ ràng là họ bị phong cùi. Và họ đứng đằng xa và họ nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu ơi, xin thương xót chúng con. Và khi Chúa Giêsu thấy họ thì Ngài nói rằng: Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Và khi họ đang đi thì phong cùi đó được lành. Chúa không cho chúng ta chi tiết câu chuyện này, nhưng mà khi Chúa cho chúng ta biết đó là gì, khi Ngài nghe được tiếng kêu của họ thì Ngài khuyên họ hãy đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào, khi mà họ nhận được điều mà Chúa Giêsu dạy á, thì họ lập tức đi đến thầy tế lễ. Và trên quá trình họ chuẩn bị đi đến thầy tế lễ đó thì Kinh Thánh ghi lại đằng sau họ lập tức được chữa lành. Và khi họ được chữa lành thì trong số họ có một người thôi, 10 người chỉ có một người đã thấy mình được chữa lành liền trở lại lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và phủ phục dưới chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và Kinh Thánh ghi lại đó cho chúng ta biết rằng người đó là một người ngoại quốc, và người này là người Samari, không phải là người Do Thái. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết Ngài phán với người ấy rằng: Những cái người kia đâu mà còn có một mình ngươi? Và Chúa lại cho anh ấy một cái câu để khích lệ anh ấy rằng: Bây giờ hãy đứng dậy và đi, vì đức tin con đã chữa lành cho con. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy rõ, và nếu mà ai có đọc Kinh Thánh á thì hãy dở lên thêm một cái bản Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 13 và đoạn 14 á, thì chúng ta sẽ học biết về luật của người bị phong cùi. Đối với một số bản Kinh Thánh để cho chúng ta rõ nghĩa hơn á, thì những người bị phong cùi hay là những người bị phong hủi này, họ không được sống ở trong cộng đồng lúc bây giờ. Nhưng mà khi mà họ bị phong á thì họ lập tức phải ở riêng ra và ở ngoài thành. Và ở ngoài thành, xa cách thành, không ở cùng với những người xung quanh. Nhưng ở ngoài thành này á, thì có một nhóm người này, Kinh Thánh ghi lại có 10 người này. Tôi không biết là trong số người này có bao nhiêu người là người Do Thái và bao nhiêu người là người Samari. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào à? Trong nhóm người này thì có hai loại người, một là người Do Thái và hai là người Samari. Và nếu chúng ta đọc kỹ về luật pháp á, và học kỹ về thời kỳ kinh luật á, thì người Samari là một người mà người Do Thái họ khinh miệt và họ chê bai. Họ coi rất là rẻ về giống dân Samari này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, thì chúng ta phát hiện ra rất là nhiều lý do. Một buổi sáng nay chúng ta sẽ đi chi tiết từng lý do để chúng ta hiểu rõ hơn về lời của Chúa. Đầu tiên, ý đầu tiên mà tôi muốn gọi họ thánh của Chúa đó là gì? Đó là những người này đã gặp Chúa Giêsu và họ đã thốt lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi. Ý đầu tiên mà tôi muốn gửi đến họ thánh của Chúa đó là gì? Lạy Chúa, xin thương xót con. Tại sao họ cần cái sự thương xót? Hãy nhớ trong nhóm người này không phải là người Samari không, nhưng mà kể cả có những người Do Thái. Và hãy nhớ rằng những người này khi họ thốt lên một cái câu đó là: Lạy Chúa, xin thương xót con, thì có nghĩa là trong thời điểm bây giờ họ đang ở trong một cái tình trạng đó là bị phong cùi. Và khi mà chúng ta đọc kỹ hơn nữa đó thì họ không thể sống trong cộng đồng và bị những người khác gọi là khinh miệt, bị những người khác hất hủi, bị những người khác gọi là phân biệt, và dường như họ sống mặc cảm với chính mình. Và bây giờ họ phải sống ở bên ngoài. Họ không được ăn uống giống như những người bình thường. Họ không được sinh hoạt như những người bình thường, mà họ phải sống chui rút ở những cái nơi ngoài thành đối với những người khác, thay vì họ được hưởng, nhưng mà họ không được hưởng điều đó. Số phận không được cho họ có cơ hội giống như những người bình thường khác. Và sao à? Tại vì khi mà họ sinh ra và tự nhiên trong cơ thể họ có một cái điều gì đó mà nó không giống người bình thường. Quý vị ơi, hãy tưởng tượng đi, khi mà một người mà khi sinh ra họ không giống như những người bình thường. Và cảm ơn Chúa, tôi có lần tôi đến một cái trại, đó là trại Bến Sắn, và tôi vào cái trại phong cùi đó. Quý vị ơi, tôi vào cái cộng đồng của những người họ đang ở trong hoàn cảnh đó thì tôi phát hiện ra đặc biệt lắm. Đó là họ là những con người bị phong cùi đó,
họ sống chung với nhau. Và khi mà họ sống chung với nhau như vậy á, thì tôi phát hiện ra có người thì cơ thể không còn lành lặn nữa. Wow, có người thì mất vài ngón tay, có người thì mất vài ngón chân, có người thì mất cái khuôn mặt bị biến dạng, có người thì mất cả cái lỗ mũi luôn. Và tôi nhìn thấy họ và tôi cảm thấy rằng họ rất là mặc cảm về thân thể của mình. Và dường như họ cảm thấy rằng mình không có được tự tin lắm khi mà đối diện với mọi người. Và họ cảm thấy rằng cuộc đời mình tại sao mình phải đối diện như vậy khi mà mình sinh ở trong xã hội, thay vì mình đáng được hưởng giống như người khác. Nhưng mà tại Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng những con người này họ cảm thấy mặc cảm, họ cảm thấy tự ti vì cuộc đời số phận họ nghiệt ngã hơn những người khác. Quý vị ơi, khi mà chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của những người bị phúng cùi này, những người bị phóng hủi này, thì chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời mình thật là phước hạnh. Tại sao à? Mình được lành lặn, có đúng không ạ? Mình được đầy đủ, mình được hơn rất là nhiều người, mình có thể đi đến đây, đi đến kia và sống ở trong cộng đồng rất là bình thường. Rồi thân thể mình đầy trọn, có mắt, có mũi, có tay, có chân, rất là đầy đủ. Nhưng mà những người này họ không có được giống như chúng ta, họ không giống được những người bình thường, mà họ phải sống trong cái sự khinh miệt đó. Và chính vì lẽ đó họ cần có một ai đó thương xót họ. Và họ nghe Chúa Giêsu là đấng đầy lòng yêu thương và đấng có quyền năng để chữa lành. Và khi họ nghe Chúa Giêsu đến thành Jerusalem và trên đường đi đó, họ phát hiện rằng Chúa Giêsu hôm nay đi ngang qua đây, và bằng mọi giá trong nhóm người này họ đã đứng đó, họ chờ đợi. Họ chờ đợi Chúa Giêsu đến. Và khi lập tức họ thấy Chúa Giêsu xuất hiện, họ giơ tay lên và họ la hết tất cả có thể, nói rằng Chúa Giêsu ơi, Chúa Giêsu ơi, Chúa Giêsu ơi, xin thương xót con. Chúng ta thật hạnh phúc khi chúng ta có tất cả cơ thể lành lặn này. Chúng ta thật hạnh phúc khi mà cơ thể chúng ta lành lặn và có tất cả những điều có thể, điều kiện có thể cho chính cá nhân của chúng ta. Nhưng lúc bây giờ, những người bị bệnh này, những người phóng cùi này, những người phóng hủi này, họ không có đủ điều kiện giống như chúng ta. Và họ cần có sự thương xót. Ai chúng ta sẽ đặt mình vào hoàn cảnh mình là người giống như những người này? Hoặc là ai trong chúng ta là những người có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó, là mình nghe được tiếng ai đó để kêu gọi và cảm thấy lòng thương xót của ai đó? Buổi sáng hôm nay, đây là thông điệp mà tôi muốn gửi thôn của Chúa. Và ai trong chúng ta là nhân vật quan trọng ở trong bối cảnh này để sẵn sàng giúp đỡ những con người này? Chúng ta thấy rõ mà. Tại vì sao? Tại vì họ quá khổ. Tôi Kinh Thánh không ghi là họ bị bao nhiêu năm, có đúng không ạ? Không biết là họ bao nhiêu năm, họ có thể là vài tháng, có thể là vài năm, thậm chí vài chục năm họ sống trong cái tình trạng như vậy. Và bây giờ họ cần một cái gì đó, ai đó thương xót họ, giơ tay ra để cứu cuộc đời của họ. Và khi họ gặp cơ hội đó là họ lập tức la lên liền: Chúa Giêsu ơi, thương xương xót con. Hallelujah. Sáng hôm nay chúng ta được một lần nữa nhắc lại về cái lễ tạ ơn. Có nhiều người không nhìn biết được rằng mình rất là được phước. Và chính vì như vậy thôi, mình cũng đủ để tạ ơn Chúa. Amen không ạ? Chúng ta có tất cả mọi điều để có thể tạ ơn Chúa. Không phải là chúng ta có xe hơi, chúng ta có nhà lầu, chúng ta có tất cả vật chất trần gian này mới tạ ơn Chúa. Nhưng mà xin thưa, cuộc đời chúng ta khi sanh ra lành lặn thôi cũng đủ để tạ ơn Chúa rồi. Amen quý vị. Chúng ta quá hạnh phúc. Như đó cũng đủ để tạ ơn Chúa hơn rất là nhiều người so với Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong câu chuyện này. Đó là 10 người phun này, họ mong muốn được ai đó thương xót họ. Chúng ta đủ lời ca, tiếng hát để tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa khi có thể.
Và hãy tạ ơn Chúa khi mà mình thấy rằng mình hơn rất là nhiều người. Hãy tạ ơn Chúa khi mà Chúa cho mình có cơ thể lành lặn này. Hãy tạ ơn Chúa khi mà mình có thể hơi thở này. Hãy tạ ơn Chúa vì mình có những đôi mắt để mình thấy cuộc đời này. Hãy tạ ơn Chúa vì có mình đôi chân này nó thể đi mọi nơi. Hãy tạ ơn Chúa vì có đôi tay này để có thể làm được nhiều việc. Nhưng đối với những người này, họ không được như vậy đâu quý vị. Họ mong ai đó thương xót họ. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Chúa tạo dựng nên chúng ta một cách đáng sợ và lạ lùng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bây giờ mình sẽ đi qua ý thứ hai. Đó là phép lạ cho bất cứ ai tin và làm theo. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 á, đến 2 câu 27 á, ghi lại thế này. Đó là những người nào đọc lời Chúa, xem lời Chúa, vâng lời Chúa và làm theo. Người đó giống như sao à? Người khôn ngoan cất nhà mình trên vừng đá. Dẫu có mưa sa gió lay sâu động cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu người nào đọc lời Chúa, xem lời Chúa và không làm theo lời Chúa, người đó giống như thế nào à? Giống như người dại cất nhà mình trên cát, có mưa sa, có gió lay sâu động thì cuối cùng nhà đã bị sập. Và nếu chúng ta quay trở lại bối cảnh này thì chúng ta thấy rõ ràng câu chuyện thế nào. Khi Chúa Giêsu thấy những người này và nghe tiếng kêu của họ, lập tức Chúa Giêsu nói với họ thế nào? Bây giờ các ngươi hãy đi đến thầy tế lễ, hãy tỏ mình đi. Hãy đi đến thầy tế lễ. Bây giờ tôi sẽ lặp lại cái câu kinh thánh rất là rõ ràng ở chỗ này. Khi thấy họ, Ngài phán hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì phòng hủy được sạch. Tại câu kinh thánh này, Chúa Giêsu không nói rằng khi các ngươi đi là các ngươi được chữa lành. Tại kinh thánh đa phân đoạn cái này, Chúa Giêsu không nói rằng bây giờ các con hãy đi ra trình diện với thầy tế lễ đi thì các con được chữa lành. Nhưng mà Ngài nói với họ thế nào à? Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Và đưa khi họ đi, lập tức họ nhận được sự chữa lành. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại kinh thánh chút xíu về thời kỳ luật pháp ở trong Lê Vi Ký đoạn 13, đoạn 14 thì chúng ta sẽ rõ nghĩa hơn. Đó là một người khi mà họ bị phạm, gọi là họ bị bệnh phung á, bị bệnh phong cùi á, thì họ phải sống ở ngoài thành. Và khi mà cơ thể họ có một trạng thái đó là gần như được chữa lành á, thì điều đầu tiên đó là gì? Họ phải về gặp thầy tế lễ. Hoặc là thầy tế lễ phải ra ngoài chạy quân đó, ra ngoài thành đó và kiểm tra cái người đó. Và khi kiểm tra người đó lành đó thì họ không phải là vào trong thành liền, nhưng mà họ phải tắm rửa trong 7 ngày. Và hãy nhớ chi tiết này nha quý vị. Đó là những người này, họ phải cạo sạch tóc, cạo râu, cạo lông mày, tất cả những gì cơ thể họ, cạo sạch thành xanh hết. Và họ phải tắm mình trong nước. Sau 7 ngày sau họ mới được tinh sạch. Họ mới có thể làm thêm một cái lễ nghi nữa. Đó là dâng 2 con chiên đực không tỳ vết cùng 1 con chiên cái 1 tuổi. Bắt đầu họ làm thêm một tế lễ nữa. Thì lúc bây giờ kiểm tra một lần nữa thì họ mới được vào trong thành sống với cộng đồng. Câu kinh thánh mà Chúa Giêsu ghi lại cho chúng ta biết rằng họ đi tỏ mình cùng thầy tế lễ có nghĩa là gì? Chúa nói với họ một thông điệp rằng gì? Đó là các con đã được chữa lành. Ở đây mình không hề thấy một chi tiết ghi lại cho mình biết, đó là những người này hỏi cụ thể rằng Chúa Giêsu ơi, con phải làm thế nào? Mà Chúa Giêsu chỉ nói là các con hãy đi đến thầy tế lễ thôi. Cụm từ mà tôi được nhắc nhở trong sáng nay đó là đương khi họ đi, họ nhận được chữa lành. Đương khi họ đi, họ nhận được sự chữa lành. Chứ không phải là đương khi họ hỏi Chúa, họ muốn chi tiết cụ thể thế nào họ được chữa lành. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào là đương khi họ đi, họ nhận được sự chữa lành. Và khi họ nghe Chúa Giêsu nói là các con hãy đi đến thầy tế lễ, và lập tức họ đi đến thầy tế lễ. Và đương khi họ đi, họ nhận được sự chữa lành. Quý thấy không ạ? Khi chân họ vừa bước đi, họ nhận được sự chữa lành.
Khi mà họ bắt đầu có những bước đi đầu tiên để theo sự dẫn dắt của Chúa, họ nhận được sự chữa lành. Quý vị ơi, đây là lý do mà Chúa Jesus đến thế gian, và lý do chúng ta xưng Ngài là Chúa cứu thế và đời lưng toàn năng trên cuộc đời của chúng ta. Khác biệt với các tôn giáo khác, đó là chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta làm theo, chúng ta nhận được sự chữa lành. Quyền năng là ở chỗ này: nghe, làm theo, nhận được sự chữa lành. Chúng ta đang nợ nần chăng? Chúng ta nghe, chúng ta làm theo, chúng ta nhận được sự chữa lành. Amen. Chúng ta thất bại về tài chính chăng? Chúng ta nghe, đôi khi chúng ta làm theo, chúng ta nhận được sự chữa lành. Đôi khi chúng ta bệnh tật, chúng ta nghe, chúng ta làm theo, và đôi khi chúng ta làm theo, chúng ta nhận được sự chữa lành. Có khó không vậy? Tôi xin hỏi vì có khó để làm điều này không? Khó không? Không khó. Nghe, làm theo. Nghe và làm theo, chứ không phải là mình nghe rồi mình để đó. Rất là nhiều người họ không nhận được sự chữa lành. Tại sao? Tại nghe mà không làm theo. Hoặc là họ không nhận được sự chữa lành khi mà chưa nghe mà đã làm. Nghe và làm theo. 10 người này nhận được sự chữa lành khi họ nghe và họ đã làm theo. Chân họ vừa bước đi theo, họ nhận được sự chữa lành. Tôi thấy ở đây câu kinh thánh này nó rất là ngắn. Nó không nói lên lý trí của 10 người phụng khi phải hỏi Chúa ơi, con phải làm thế nào? Với cái bệnh này 10 năm rồi, 20 năm rồi, 30 năm rồi, dường như không thể nào mà có thể chữa lành được. Nhưng mà bây giờ Chúa nói là con nghe là đi đến thầy tế lễ thôi thì con nhận được chữa lành, dường như nó quá bất hợp lý. Nhưng mà với Chúa Giêsu đó là hợp lý. Tại sao à? Tại chỉ cần nghe và làm theo. Amen. Mình nghe, mình làm theo, mình nhận được sự chữa lành. Thông điệp này đặc biệt trên cá nhân của tôi và quý vị trong buổi sáng hôm nay, đó là chỉ cần nghe và làm theo. Hãy quay người bên phải và người quay người bên trái, nói rằng nghe và làm theo. Vỗ vai bên họ và nói rằng nghe và làm theo. Wow. Nghe và làm theo thôi, đâu có phức tạp đâu. Bệnh phung là một căn bệnh của thế kỷ và thời điểm bây giờ. Không có thuốc chữa, và cho đến bây giờ ai bệnh bệnh phung cũng phải điều trị. Nhưng mà nghe, làm theo, được chữa lành. Bệnh phung khó trị, không chỉ dứt được, nhưng nghe, làm theo, được chữa lành. Nan đề của quý vị tại đây không biết như thế nào, nhưng mà tôi muốn kích lại hội thánh của Chúa buổi sáng nay, đó là quý vị cứ nghe và làm theo vì được chữa lành. Nan đề trong gia đình của vị chỉ cần nghe và làm theo Đức Chúa Trời chữa lành. Nan đề vì con cái vị chỉ cần nghe, làm theo và được chữa lành. Nan đề về tài chính của vị, nghe và làm theo Đức Chúa Trời chữa lành. Amen. Không phải tôi hứa, nhưng mà đây là lời Chúa Giêsu hứa với những ai nghe và làm theo. Và điều thứ ba tôi muốn gọi thánh của Chúa cực kỳ quan trọng luôn, đó là người Samari biết ơn. Nếu chúng ta đọc kỹ phân đoạn kinh thánh này á, và hồi nãy giờ tôi có kể cái câu chuyện về phong tục văn hóa người Do Thái và thậm chí một số lễ nghi, thì những người bị phong cùi này khi họ hết bệnh, họ có trạng thái dường như là được là lành bệnh á, tôi đang nói là tiến trình lành bệnh, thì khi mà họ cảm nhận được tiến trình lành bệnh, có nghĩa là những vết thương của họ, những ung nhọt của họ bắt đầu có những trạng thái đó lành á, thì họ phải đi gặp thầy tế lễ. Và sau khi gặp thầy tế lễ á, thì nhờ thầy tế lễ kiểm tra, và họ phải làm một cái động tác thế nào à, đó là gì, đó là họ xin
Thầy tế lễ là một cái nghi lễ theo cái phong tục, của người Do Thái. Và trong khi họ xác định được rằng hết bệnh á, thì trong 7 ngày họ vẫn ở ngoài trại quân. Họ tắm mình và họ cạo hết sạch sẽ người của họ luôn. Lông tóc, đồ râu rồi cạo sạch luôn. Lông mày cạo luôn. Mình nhìn con người mà không còn lông mày, không còn tóc, không còn râu. Tôi nhìn không biết con người nó nhìn như thế nào. Nhưng mà để cho người ta biết con người đó là người mà vừa hết bệnh phun. Cái sự khác biệt của người mà hết bệnh phun á là họ không có còn cái gì hết á. Và không phải 7 ngày xong thôi. Họ bắt đầu họ về, họ yêu cầu thầy tế lễ làm thêm một cái lễ nữa để thanh tẩy họ. Và họ cần dâng 2 con chiên đực và 1 con chiên cái 1 tuổi. Sau đó họ dâng cái tế lễ đó nữa. Và nếu kiểm tra mà hết á thì sao? Họ mới được vào ở trong thành sống với những người khác. Có nghĩa là cái tiến trình này không phải một lần mà nó phải 2 lần. Bây giờ mình quay trở lại nè. 10 người nghe làm theo Chúa Giêsu. Kinh Thánh ghi lại sao à? Họ được lành. 10 người này nghe làm theo họ lành, họ được lành. Nhưng mà lành này á là gì? Lành chưa trọn vẹn, có đúng không ạ? Tức là nó mới có dấu hiệu lành thôi. Nó mới có dấu hiệu lành thôi. Ở đây ai có ai là người đã từng uống thuốc tây rồi? Tôi hỏi thiệt nha. Thí dụ mình bị cảm đi. Mình ra ngoài bác sĩ khám xong, bác sĩ cho một cái toa uống 5 ngày, thí dụ anh uống 5 ngày hoặc uống tuần lễ. Họ kê biên cho chúng ta uống là bây giờ uống á, là uống thuốc này kia cộng lại tất cả phải uống 5 ngày hoặc 7 ngày thì cái bệnh nó mới lành. Tôi hỏi thiệt nhưng mà có khi nào bị mới uống 2-3 ngày xong thấy khỏe bỏ không? Có không? Con cỡ hết bỏ luôn. Thật rất là nhiều trường hợp là chúng ta uống mới 2-3 ngày là chúng ta bỏ rồi. Thì cái tiến trình đó được gọi là lành hết không? Không. Nó chỉ mới được lành cơ thể tương đối được lành thôi. Nhưng mà chúng ta bỏ. Thì cái câu chuyện đó nó giống như gần như gì vậy? Đó là những người này, 10 người này, khi mà họ vừa gọi là vừa hơi được lành á, thì sao à? Họ vừa có thể là họ gặp thầy tế lễ xong, thầy tế lễ phán với họ là họ được lành rồi. Thì trong cái thời gian 7 ngày này á, thì sao à? Thì họ đi đâu mất tiêu luôn. Nhưng có một người, Kinh Thánh ghi lại, người này không phải là người Do Thái luôn. Người này là người ngoại quốc và được gọi là người Samari. Tôi không hình dung được người Samari này khi sống cộng đồng với những người phun là người Do Thái như thế nào. Nhưng mà tôi có thể hiểu được rằng sao à? Ngoài việc họ bị gọi là phân biệt chủng tộc, họ phân biệt về giống dân, họ bị mọi người khác khinh nghiệt, nhưng mà kể cả những người Do Thái khác cũng không ưa người này. Cái nỗi khổ đó nó chất chứa trên người này rất là nhiều. Có 2 lý do mà khi tôi đọc lời của Chúa tôi phát hiện. Tôi phát hiện ra và tôi đặt giả thuyết. Có những lý do hoặc giả thuyết được hiểu tại sao người Samari này bị sạch bệnh phung quay trở lại với Chúa Giêsu. Tôi đọc Kinh Thánh và tôi đưa ra 2 giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất á là họ là người không đủ điều kiện để nộp phần tế lễ gồm 2 con chiên đực và 1 con chiên cái 1 tuổi, 1 bịnh pha dầu và 1/3 lít dầu để làm lễ thanh tẩy. Giả thuyết thứ nhất đó là người này không có bà con, không có người thân, và bây giờ họ muốn làm lễ thanh tẩy á thì họ phải có 2 con chiên đực và 1 con chiên cái 1 năm tuổi và một số lễ nghi để làm lễ thanh tẩy. Và người này sao à? Không còn điều kiện tài chánh để có thể làm cái công việc đó. Cho nên bây giờ quay trở lại với Chúa Giêsu để làm gì? Để nói Chúa ơi con bó tay rồi con không làm được điều đó. Đó là một giả thuyết. Giả thuyết thứ hai mà khi tôi đọc lời của Chúa đó là tôi phát hiện cái này. Mặc dù đã được lành nhưng là họ là người Samari. Yếu tố ngoại quan như là lông tóc, râu, lông mày bị cạo sạch, cho nên dễ định dạng người đó bị bệnh phung trong quá trình được lành và khi hòa nhập bị cộng đồng. Họ bị hất hủi và không có nơi nào để đi, để gặp, để giao lưu. Nên chỉ có cách là bây giờ quay trở lại với Chúa Giêsu và phủ phục dưới chân Ngài mà tạ ơn Ngài thôi.
Như tôi đã nói á, là họ bị cạo sạch hết. Ở đây có ai hình dung, anh Tường có hình dung là một người mà cạo lông mày không? Wow, nó nhìn dị hợm lắm. Mặt ở đây cạo lông mày, rồi cạo rau, rau luôn, rồi tóc cạo hết luôn. Có nghĩa là cái gì mà có là cạo hết. Chàng nó nhìn, mà khi mà người đó bắt đầu đi tiếp xúc, ví dụ vào một cái quán ăn, mà người ta nhìn người này là người ta biết người này bị phun rồi. Rồi người ta đi vào một cái nơi mà sinh hoạt, giao lưu, người ta thấy người này là bệnh phun là họ bắt đầu họ sao? Họ xa lánh. Và có thể là người này không chịu nổi những cái ánh mắt của người khác, những lời xì xầm của người khác. Cho nên người này mới quay trở lại với Chúa Giêsu và phục phục dưới chân của Ngài để tạ ơn Chúa vì Ngài cứu con. Nhưng mà xin Chúa Ngài giúp đỡ cho con đang đối diện với hoàn cảnh đó. Và người này đã quay trở lại tạ ơn Chúa. Và kết thúc của câu chuyện này ghi lại thế nào ạ? Chúa Giêsu mới hỏi rằng 10 người á, cái 10 người á, thì 9 người kia đâu rồi, chỉ còn có mình con. Bây giờ chỉ có một mình con thôi. Nhưng mà bởi đức tin, bởi việc làm của con, bởi những gì con làm thì đã chữa lành cho con một cách hoàn toàn. Tôi xác định quý vị trong buổi sáng nay với câu kinh thánh này, người phun đã quay trở lại để tạ ơn Chúa là người nhận sự chữa lành hoàn toàn. Amen. Chính người kia nhận được sự chữa lành nhưng mà chưa có hoàn toàn. Tại sao? Tại vì họ không biết ơn. Chúa Giêsu trao thông điệp gì cho chúng ta trong sáng hôm nay? Cảm ơn Chúa vì Ngài cứu cuộc đời của chúng ta. Rất là nhiều người khi mà hỏi chúng ta có muốn trở thành một cái người giống như người, cái hành động giống như cái người phun này để biết quay trở lại tạ ơn Chúa không? Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ giơ tay lên, con sẽ làm giống như vậy. Nhưng mà bao nhiêu người ngồi tại đây, chúng ta có những hành động vô tình giống như chính người kia, sao à? Vô ơn với Chúa. Một trong những ơn lớn nhất mà Chúa cứu cuộc đời của chúng ta không phải là chữa lành thân thể chúng ta không thôi đâu, nhưng mà một trong những cái ơn phước lớn nhất mà Chúa cứu cuộc đời chúng ta đó là gì quý vị không? Đó là ơn cứu rỗi, Ngài cứu chúng ta. Nhưng mà đôi lần trong cuộc đời của chúng ta vô ơn với Ngài, vô ơn với người đã giúp đỡ chúng ta, vô ơn với đấng mà đã chữa lành cho chúng ta. Đó là lý do mà tại sao chính người kia có thể là họ sẽ không bao giờ hết cái bệnh phun được vì họ vô ơn. Nhưng một người biết ơn Chúa, quay trở lại với Chúa, thờ phượng Chúa, ca tụng Chúa, phụ phục dưới chân Chúa, thì người đó được gọi là sao? Được chữa lành hoàn toàn. Khi tôi tra xem cái từ phụ phục dưới chân Chúa và tạ ơn Chúa đó, nó có một cụm từ mà trước đây tôi hồi chia sẻ, đó là cụm từ Avoda. Avoda có nghĩa là gì? Người đó vừa thờ phượng và phục vụ Ngài. Người đó thờ phượng và phục vụ Ngài. Và người đó được chữa lành hoàn toàn. Quý vị ơi, chúng ta bước vào một cái mùa tạ ơn. Chúng ta bước vào một cái buổi lễ tạ ơn. Chúng ta có thể đem những cái món quà, đem những thức ăn để chung vui với hội thánh. Hội thánh thật là cảm động về những gì quý vị đóng góp. Nhưng cá nhân tôi vẫn muốn một điều hơn hết. Đó là chúng ta phải biết lòng tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài cứu cuộc đời của mình. Tạ ơn Chúa vì những gì mà Chúa đổ huyết ra để cứu cuộc đời của mình. Và tạ ơn Chúa làm sao để mình sống đẹp lòng Chúa. Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài ban cho cuộc đời của chúng con. Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài chữa lành cho cuộc đời của chúng con. Và tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã đổ huyết ra để cứu chuộc cuộc đời của chúng con. Nhiều đó đủ để chúng ta ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho sứ điệp sáng nay khích lệ trên chính chúng ta. Đó là khi chúng ta biết tạ ơn thì chúng ta nhận được sự chữa lành. Cũng có thể chúng ta cứ lây hoay về tài chánh. Cũng có thể là chúng ta lây hoay về bệnh tật nhiều năm. Mặc dù chúng ta cũng đi đến thờ phượng Chúa, mặc dù chúng ta cũng ca ngợi Chúa, mặc dù mỗi Chủ nhật chúng ta cũng đến hội thánh của Chúa để ca ngợi Ngài, nhưng mà dường như nó không được giải quyết. Tại sao? Tại vì đôi lúc chúng ta không hiểu rõ hơn
về thái độ chúng ta tạ ơn Chúa. Khi cần chúng ta mới nói Chúa ơi chữa lành cho con. Khi cần Chúa ơi mới Chúa ơi xin Ngài hành động cho con. Và khi cần thì Chúa làm gì đó cho con. Và chúng ta xem Chúa giống như ông thần tài đó. Tại sao hết tiền mới kêu Chúa? Thậm chí chúng ta xem Chúa giống như là một cái thầy bác sĩ vậy đó. Khi bệnh mình mới kêu Chúa. Nhưng mà mình cần có thái độ thay đổi hơn nữa, đó là gì? Tạ ơn Chúa mọi lúc, tạ ơn Chúa mọi khi vì Ngài cứu cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta đứng lên và chúng ta hướng lời với Chúa, chúng ta cầu nguyện trong giờ này. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp buổi sáng nay khích lệ cho chính cá nhân của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để Chúa chúc phước cho chúng ta trong lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa Ngài hành động cho chúng ta. Hallelujah. Mọi người chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện trong giờ này. Sau giờ này chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Chúng ta cầu nguyện cho tiệc thánh trong sáng hôm nay. Chúng ta dọn lòng mình. Chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng. Tha thứ cho những gì mà chúng ta không biết ơn Ngài. Mùa tạ ơn nhắc nhở cho chính cá nhân của tôi và quý ông bà chị em tại đây, đó là Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để cứu chuộc cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em tại đây một cách tốt lành. Có nhiều người đi với Chúa nhưng mà dường như không hiểu rõ về những gì mà Chúa đã hy sinh cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người đi với Chúa nhưng mà dường như không hiểu rõ về những gì mà Chúa Giêsu đã trả giá rất lớn để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Buổi sáng hôm nay đây là cơ hội mà chúng ta ăn năn, chúng ta thầm nguyện nói với Chúa rằng Chúa ơi xin Ngài tha tội cho chúng con. Xin tha tội cho chúng con vì những gì chúng con không biết. Tha tội cho chúng con vì những gì chúng con không hiểu lời của Chúa để làm theo để được phước. Hallelujah. Mọi người chúng ta đến với Chúa cầu nguyện trong giờ này. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.